Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho người tuổi Tý, phong độ đỉnh cao những ngày cận Tết. Bước sang tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Người tuổi Tý được dự báo việc gì cũng nhận được nhiều các tin hậu thuẫn mang tới vận trình tháng chạp khá thuận lợi. Phong độ của những chú chuột đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi con giáp này có những bước tiến vượt bậc. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Tý thấy rằng việc có nhiều các tinh hậu thuẫn mang tới cho con giáp này vận trình khá may mắn. Thời điểm cận Tết Nguyên Đán có nhiều việc cần phải chuẩn bị qua giải quyết, nhưng cũng nhờ đó mà con giáp này cho thấy được khả năng tổ chức sắp xếp vấn đề tiền bạc của mình. Được cả lục hợp và thái dương che chở, công việc gần như không xảy ra những vấn đề nào đáng lo ngại. Phong độ của những chú chuột đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi mà con giáp này sẽ có những bước tiến vượt bậc. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành. Bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, người tuổi Tý có quyền tự hào về những gì mình đã làm được. Chẳng những sự nghiệp, tài chính của người tuổi Tý vào cuối năm 2022 này cũng được dự báo sáng sủa vô cùng. Dù bạn sẽ phải tiêu tốn khá nhiều tiền để mua sắm đồ dùng cho những ngày Tết, nhưng con giáp này cũng không cần phải quá lo lắng bởi thời điểm hiện tại các khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về nhiều, tuổi tiền luôn rủng rỉnh. Về phương diện tình cảm, tin vui bảo vệ cho thấy tình cảm của hai người sẽ nhiệt tình nhanh chóng. Có lẽ do không khí vui tươi của những ngày cận Tết ảnh hưởng nên hai bạn càng xích lại gần nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch đón Tết ấm cúng. Người độc thân tập trung tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp, có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Phương diện sức khỏe ở mức trung bình, dù không có nguy cơ bệnh tật nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn cần phải chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tý qua từng phương diện cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Sửu, người tuổi Tý được dự báo có những bước chuyển biến tích cực khá rõ. Hàng loạt các tin xuất hiện trong tháng hỗ trợ bạn có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Cụ thể, vận trình tháng chạp của những chú chuột được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Vào tháng này, nếu bản mệnh kiên trì hơn, sẽ thấy được thành quả. Biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thêm thái dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để người tuổi Tý nắm bắt cơ hội củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mạng đang muốn cầu công danh chức tước, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này. Do đó cũng là tháng cận kề của Tết Nguyên Đán năm Quý Mão nên con giáp này có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên cũng nhờ vào đó mà khả năng linh hoạt tổ chức, chức năng tổ chức và sắp xếp vấn đề không thể thiếu kỹ năng quản lý vào thời gian thích hợp cho người tuổi Tý được phô diễn, giúp cho bạn kiểm soát tốt tình hình rất ổn thỏa. Đồng nghiệp xung quanh luôn tận tình giúp đỡ, bản mệnh đạt được hiệu quả làm việc rất cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người nên khi cần sẽ có người giúp đỡ rất tận tình. Phong độ của người tuổi Tý đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có những bước tiến vượt bậc. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình đã làm được.
Nguyệt lệnh lâm quan mang tới cho người tuổi Tỵ nhận hứng khởi và năng lượng tràn đầy để luôn sẵn sàng theo đuổi các nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và va vấp để đổi lấy những kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Trong tháng cuối cùng của năm 2022 này, người tuổi Tỵ cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật, đàm phán. 2. Luận về phương diện tài chính. Sự nghiệp hành thông, không có gì lo đối với vấn đề tiền bạc của người tuổi Tỵ. Trong tháng 12 âm lịch này, tiền của người tuổi Tỵ sẽ tăng tiến. Bản mệnh có nguồn thu tăng vọt, các khoản thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Thu nhập của con giáp này được dự đoán sẽ đến những nguồn thu khác nhau. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không có gì làm khó được con giáp này. Nhờ vào sự nỗ lực, không ngại khó khăn, vất vả, bù lại thì nỗ lực của con giáp này sẽ đem về những thành quả xứng đáng khi tài lộc vượng rất rõ. Người làm công việc ổn định, bên cạnh các khoản nhận được đều đặn, bạn còn có thể có thêm những khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó. Nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng. Còn với người làm kinh doanh, hàng hóa của năm dồn dập khiến cho bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Chỉ cần bạn cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách thì năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào. Tháng này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra do mục tiêu mua sắm sửa để đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, bạn nên mua sắm cho hợp lý, chớ nên chi tiêu hoang phí trong những ngày cận Tết mà bất chấp hậu quả về sau. Đừng quên, ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất. 3. Luận về phương diện tình cảm. Bước sang tháng cuối cùng của năm, người tuổi Tỵ có một phương diện tình cảm nở hoa nở rộ với cả người độc thân lẫn người đã có đôi có cặp. Trong không khí hân hoan đón Tết năm mới, một nửa yêu thương bên cạnh còn gì tuyệt vời hơn phải không? Sao thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, tình cảm lứa đôi sẽ có dịp tăng nhiệt, thăng hoa nhanh chóng. Tình cảm của các cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó cũng được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngần ngại nói thẳng, nói rõ để cả hai tìm cách để giải quyết. Bạn trở nên thấy những ngày cận Tết mà vợ chồng vẫn hậm hực với nhau sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu càng khẳng khích hơn. Có người may mắn còn nhận được sự chấp thuận của đối phương và có thể là người dẫn về ra mắt hai bên gia đình trong dịp Tết này. Nhân duyên cũng đang rộng mở với người độc thân. Tuy nhiên, có vẻ trong thời gian này bạn đang phải tập trung phần lớn tinh lực vào việc xây dựng sự nghiệp. Cơ hội đến nhưng bạn khá dửng dưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tỵ vào tháng 12 âm lịch này ở mức độ trung bình, không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mải mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, bạn càng cần phải chú ý chăm sóc cơ thể hơn cả để không ngã bệnh vào thời điểm này. Dù không có nguy cơ bệnh tật nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn phải chăm chỉ luyện tập bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 12 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Mậu Tỵ mệnh hỏa, năm sau thủy diệu, nữ sau mộc đức khẩu quyết, có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong công việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen.
2. Tuổi Canh Tý, mệnh thổ, năm sau mộc đức, nữ sau thủy diệu, khẩu quyết, đi đúng đường sẽ ngày sớm chạm tay vào mục tiêu. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu xám, màu bạc. 3. Tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, nam sao Vân Hẳn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng rủng rỉnh, tiền lãi đổ về. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu xanh, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tý, mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, tình cảm lứa đôi sẽ dịp tăng nhiệt, thăng hoa. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh dương. 5. Tuổi Bính Tý, mệnh thủy, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, rèn luyện thân thể chăm chỉ để đẩy lùi bệnh tật. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu vàng kim, màu ghi.